Rồi, chào các bạn đến với kênh Nhà Nông nha. Thì sáng nay mình sẽ đi xem vườn và ra coi những trái. Đây, vườn đây thì bây giờ hiện tại thì đang ở dưới gốc cây cóc. Đây là gốc cây cóc. Đây, đây thì nó, trái nó đây. Trái nhiều lắm nha. Lũ hú luôn, kia này. Đó, này nữa nè. Này quá chừng rồi nè. Cóc này, nhiều lắm. Mê bắt không? Hai thử trái ăn cái chùa. Này. Làm trái. Tại đây là không có thuốc gì hết trơn á, mình chỉ chà quạt tí xem ăn thử xem. Chua. Nào có muối ớt chấm. Đúng bà. Đây là cái cốc. Khu vực đây là vườn rêu. Đây, nó đã nguyên một rừng trái luôn. Còn bao đây mà không biết gì không? Đây là khu quan. Nhiều không? Nói chung khu quan tới chừng bằng nửa con cái út làm đi bao được rồi. Không phải đậu. Tại mình không phun thuốc mà. Không phun thuốc mà không bao lại là con gì đút hết, không ăn được luôn, không ăn được một trái luôn. À, giờ trái cũng lớn rồi. Đây. Không? Trái bự rồi nè. Trái này cũng to nè. Đó, thấy không? Còn mấy trái nhỏ nhỏ nè, trong đây. Trái chút chút này nè. Đây là phải bao từ lúc mà còn chút xíu, chưa nở bông luôn á. Nó mới ngon. Thì sáng hôm nay thì quay clip sơ sơ cho các bạn xem đó. Rồi bữa nào rảnh rảnh quay nhiều nhiều thì thêm khu vườn nữa. Cái trên kia là vàng bí, vàng bầu. Phía dưới mình trồng rêu. Đây là cà tím. À, sẽ ghé qua đây coi đầu bếp. Anh cái ruột cái treo mà ăn cái vỏ quà chua quá. À, đây đầu bếp này. Đầu bếp này. Đang sung, đang ra bông. Lá đã. Ngoài bùn chuối là do đất cạn quá nên bữa hôm qua gió nó nghiền xuống đây không? Mình chống lại để giữ được cái trái để ăn. Vượt rìa, nhìn khu vượt rìa thấy đã. Đây, cho bùn chuối luôn nè. Chuối đây là chuối xứ, chuối mình hay đôm nhà đó. Đá không? Phía bên kia nó cũng đang ra kìa. Bầu trời trời xanh, nó có miếng mây bên này nắng kinh khủng luôn. Đó, đây bên bí. Bí với mía. Trên kia có một buồn máy buồn chuối nữa này. Quá trời luôn á. Rồi, ok. Thì coi đây là mới một ghép vườn thôi nha. Còn phía đằng kia nữa, xe quay cho bạn xem.